Kinh Qua Lăng Thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 10, ngày 10 tháng 12 thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 11 tháng 12 luôn, năm 2021. Thì hiện tại nay mình có một số mình tách ra. Cái này mình tách ra nha. Mình tách dừa dò ở vườn ra một số cây cù lông minh rồi cho các chú anh chị mình sưu tầm nha. Đó, dưới mình bán một số hàng thuần thì mình bình thường đều ra rễ ổn định và trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị luôn, đóng hàng là đóng nguyên chậu, đóng giá thể không rớt ngoài luôn đó, mình đóng hàng rất là cẩn thận nha đó. Thì các cô chú anh chị nào mình chốt hình nào liên hệ với mình qua số điện thoại 0769385164 ghi trên tiêu đề, thì cái giá mình báo là mình bao cước vận chuyển toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn đó, về chỉ cần trả một lần tiền như trên đây mình báo, không thêm một cái phí nào nữa hết đó. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết có hình luôn. Thì các cô chú anh chị nào mình xem video mình chưa bấm vào nút đăng ký kênh đó, nhớ bấm vào chỗ nút đăng ký đó, cái nút đăng ký cái hình màu đỏ đó, và nhớ bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo đó. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết có hình luôn. Thì ở đây mình có cụ Long Minh nè. Thì nói chung thì cái giá của nó thì cũng không phải là rẻ gì đâu nha các chú. Nói chung là cái giá hiện tại giờ nó không có hàng đâu. Thì nó là hàng gừng là này là chuẩn gừng Ninh Thuận cho các chú anh chị luôn. Ở đây mình bán hàng gừng này, mình nói hàng gừng chứ không có hàng công nghiệp nha. Thì cái hàng này thì hiện tại giờ nó rất là hiếm, như là nó không có hàng, mình tách dò ra bán cho các chú anh chị mình đó. Thì mình tách ra thì mình phun chống sốc cho các chú anh chị hết luôn rồi đó. Giờ chỉ cần mình ghép, mình trồng lên mình kích rễ cho nó thêm vài lần thì nó sẽ ra rễ, nó ổn định. Thì cái cây này là mình móc vườn thì các chú anh chị về ghép lên đã sống rồi, trồng lên là sống rồi, nó không có khó chết lắm đó, khó chết lắm nha. Rồi thì mình cũng xin vô chi tiết có hình luôn. Thì ở đây mình có hình số 1 nè. Số 1 là mình có một cây lớn đó, còn ngọn cho các chú anh chị mình nha đó. Ở đây gãy ngọn rồi, ra ngọn cái cho các chú anh chị mình rồi đó. Thì ở đây nó có thêm hai cây con của nó là hai cây lớn luôn đó, hai cây của nó là cho hoa rồi nha đó, ngầm hoa cũ nè, ngầm hoa cũ nè đó, cho hoa rồi luôn, hai cây lớn cực kỳ luôn đó. Thì cái dòng này kiếm cây lớn nó cũng chỉ có hàng thuần vườn thôi nó mới có thôi nha các chú. Cái này là mình đã thuần rồi đó, cho nên bóc ra mình bán cho các chú anh chị mình thì cái giá nó hữu nghị hơn mình trồng hoặc là mình để nguyên cái giò lớn đó. Rồi hình số 1 650k bao ship cho một mẹ hai con lớn luôn nha, cái lá ship cực kỳ đẹp, 650k bao ship trên số 1. Và qua hình số 2 là mình có nguyên một về luôn đó, nguyên một cái về luôn nha, về cây lá ship không cái nè, cực kỳ đẹp luôn, cây lớn hoa giò hoa cũ là chi chích luôn đó, bốn ngọn lớn nguyên về này, như là nó bốn ngọn lớn nha, bốn ngọn lớn nguyên chùm luôn, 650k bao ship. Hình số 2. Rồi quên, số 3 là một cây mẹ con. Cây mẹ con lớn về ghép hình thác đổ, mình ghép vô trong cái khúc gỗ vậy nè. Đó, hình thác đổ cực kỳ đẹp luôn. Đó, ngầm hoa cũ các chú nhìn nè. Còn cho trái luôn đó. Đó. Mấy cây lớn như vậy thì ngầm hoa nó chi chít luôn. Nha. Đó, hình số 3. Cực kỳ đẹp. Cây mẹ con hết, cây này cây lớn hết biết luôn, kỳ đẹp. Cây này là tầm có khoảng 2 gang, tầm có khoảng 2 gang đó nè, bên đây ngọn nè, bên đây là gốc nè, cây con nè. 380k bao ship cho hình số 3 đó. Rồi qua hình số 4 là hai cây lá ship cực kỳ đẹp luôn, cây này cây mẹ con luôn nè đó, cây lá ship nha. Nhiều các chú anh chị nào mình không biết là nhiều khi mình nói là kêu mình đo rồi mình để bàn tay cho các chú anh chị mình xem luôn, cây này là cây lớn hết nha, nó ngầm hoa cũ nữa nè, chi chích luôn, cây lá ship cực kỳ đẹp, cây là cây mẹ con luôn nè. 350k bao ship cho hình số 4. Rồi qua hình số 5. Số 5 là cây mẹ con nè, lá ship nè. Đó, bên đây có một cây lá mít,
đây thêm cây lá mít. Đó. Hình số 5 300k bao ship. 300k bao ship. Rồi qua hình số 6. Sáu nó nguyên một về luôn nè, nguyên một nồi luôn. Một cây mẹ rồi 3-4 cây con gì đó, có chút. Mà cây con nó vẫn trưởng thành cho hoa luôn, giò hoa luôn nè. Đó. Cho giò hoa luôn. Hình số 6. 350k bao ship. Rồi qua hình số 7. Đây nè. Cực kỳ không? Cái này hàng bình thường rồi thì các chú anh chị mà không sợ về mình ghép lên đã sống rồi, đã thuần rồi thì dễ lắm. Sợ là chưa thuần gì về mình thuần nó hơi khó chứ. Rồi quên số 7. 330k bao ship. Rồi quên số 8. Đây là ship không rồi nè. Cây cho hoa trưởng thành cho nha, chứ không phải là không trưởng thành. À, hoa cũ chi chít nè. Giò lớn này của mình á, mà nó sổ hoa thì thôi luôn. Hình số 8. 330k bao ship. Rồi qua hình số 9 nè. Đây là ship còn cực kỳ đẹp. Thì lớn hết trơn nha các chú. Hai cây nè, ba cây nè, thêm cây nhỏ là bốn cây nè. 350k bao ship. Trình số 9. Rồi quanh số 10 thì ở đây mình chia ra được 10 đơn thôi, mình tách dò ra được 10 đơn cho các chú anh chị sưu tầm thôi. Rồi quanh số 10 nè. Số 10 thì cây nhỏ nha, cây giống nhưng mà được nhiều cây, như nó giống giống những cho hoa bình thường nè. Chú anh chị thấy không? Những cho hoa bình thường. Hai cây nè. 3 cây, 4 cây nè. Đây một chè này 3 cây nữa nè. Đó, 7 cây nè. 8 cây, 9 cây nè. 10 cây nè. Nó vẫn cho hoa bình thường, cho trái luôn nè, thấy không? 330k bao ship cho hình số 10. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ mình có một số mặt hàng mình ra bán hàng gửi luôn cho các chú anh chị mình nha. Bán hàng gửi luôn nè. Thì hàng ấy bán hàng thuần, hàng gửi thì mình có 10 hình đó. Thì bây giờ mình đã bán hàng thuần luôn nè. Hàng thuần hình số 1 nè, số 1 là kiều tím miền Trung nè. Đó, mua một dài lớn cực kỳ luôn. Cây của nó cao lắm, cao nửa mét lên không. Mấy cây này là trên nửa mét. Nguyên một dài luôn, 280k bao ship, 5 thân tơ, 2 thân già. 2 thân già vẫn cho hoa bình thường nha. Hình số 1. Thì tất cả mặt hàng thuần này đều ra ghế ổn định và trồng trên những chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị nha. Nè ghế nè. U quay luôn, ăn xuống giá thể luôn nữa nè. Chú anh chị khỏi lo. Hình số 2, giò hải yến cực kỳ đẹp. Hoa có hải yến thì nó trắng tím, thơm cực kỳ thơm. Đó, 180k bao ship cho hình số 2. Hình số 3 là cũng là một giò hải yến. Đó, 180k bao ship, ghế coi nè. U quay luôn. Rồi qua hình số 3, số 3 là ở đây mình còn hai giò hồ tiểu hồ đẹp gừng nè. Hình số 4, tiểu hồ đẹp gừng. Thì dòng này có hai màu, màu tím với màu tím lưỡi đỏ. Và màu trắng lưỡi cam cam, cực kỳ đẹp. Hình số 4, 130k bao ship. Rồi qua hình số 5, cũng là tiểu hồ đẹp gừng. 130k bao ship. Thì dòng hàng gừng thì lúc bóc và vận chuyển không tránh khỏi lỗi lá được các chú. Thì cũng phải có bị chút đỉnh. Nhưng mà cây của mình thì các chú anh chị rễ ha thì nó cứng chậu luôn, các chú anh chị mình đừng có lo. Rễ nó ăn cứng chậu ở dưới luôn. Ở trên đây thấy trồng bỏ thông lớn vậy chứ ở dưới đây mình trồng khác nha, chứ không phải là vỏ thông lớn không đâu mà nó sống đâu. Tùy theo loại lan mà trồng. Đó. Hình số 5, 130k bao ship. Tiểu hồ đẹp gừng. Rồi qua hình số 6 là một cái giò cẩm báo. Cẩm báo thì hoa cực kỳ thơm. Hoa như da con báo. Đó thì cái nước này thì mình thuần nó là căng lá chơi nè. Đó, ý là mình cắt nước đó nên về có chú anh chị mình tưới rồi nó còn căng nữa. Đó. Ghế nè. Tua tủa chơi, chú anh chị mình đừng lo.
đó. Tháng lạnh này thuần đó, chua ăn lắm đó. Tất cả các loại lan luôn, thuần không, khó gai ghẻ lắm. Lạnh nhất là những cô chú anh chị này, mình ở vùng ngoài khó lắm. Miền Nam còn đỡ. Rồi hình số 6, một giò cắm báo, dáng hương cắm báo. Cái cây này là cái gốc nó nằm ở trên đây nè, nó kéo dài xuống dưới đây, là một cây lớn cực kỳ lớn. Đó, bên đây thêm một cây lớn nữa nè. Đó, dưới thêm một cây nhỏ nữa nè, 180k bao ship. Hình số 6 cắm báo. Rồi quên số 7. Số 7 là một cái cây hỏa hoàng cam với một cái cây nhỏ nữa nè. Cây hỏa hoàng cam lớn. Mấy cây lớn này khó kiếm lắm. Giờ ít có cây lớn nè. Nguyên mình lấy nguyên một cái lô rất là nhiều, chỉ có được con cây thôi. Đó, kỳ rồi mình phun rễ gừng, không biết mình kích rễ nó cho nó bằng rễ gừng mà không biết làm sao mà nó ra cái hai cái ngọng hoa nè. Đây ngọng nè, các chú anh chị thấy không, hai ngọng hoa. Về mình ngắm hoa nha. Cái này hoa này hoa nghịch mùa đó, cho nó đúng nó là tháng 4 đó, chứ không phải là này là quảng chê hoa xong tháng 4 ra hoa nở, chơi nữa. Cái này mình phun rễ gừng mới dám giống như mình kích nó làm sao đó. Hai ngọng hoa 130k bao ship. Trên số 7 hóa hoàng cam. Rồi quên số 8. Số 8 là một giò dáng hương đuôi sóc. Sóc này là sóc thơm nha. Cây lớn rễ nè. Rễ khỏi phải lo tua tủa rễ cái gì luôn mà. Sợ gì. Rễ khỏi lo vụ rễ. Dáng hương đuôi sóc, sóc thơm, 130k bao ship. Trên số 10. Ê, phải không? Hình số 8. Hỏa hoàng cam hình số 7. Rồi qua hình số 9 cũng là dáng hương đôi sóc, sóc thơm. Rễ nó bám vô gỗ nè, gỗ sạch là mình xử lý sạch là nó vô là nó bám cứng ngắt vô. À. Gỗ này là bao chắc cho các chú anh chị luôn. Gỗ này là chịu nước. Cực kỳ chắc, dáng hương đôi sóc. Giò này giò lớn nha. 150k bao ship. Hình số 19. Rồi quên số 10, còn một giò đùi gà vẹt nè. Ai chưa có vô ủng hộ nha. Vậy có chú anh chị tưới nước là rễ nó ra tua tủa nữa. Xử lý đủ liều rồi. Rễ ra gì nè. Giờ đậu nhú nè, các chú anh chị thấy ghê hồn chưa. À, còn ra nữa đó. Cái này toàn là thân tơ, cái này mà ra hoa như ngọn đuốc. Cái này ở dưới đây ra hoa dưới đây một tầng, trên đây một tầng nữa nè. Cực kỳ đẹp. Đó. Hình số 10, 160k bao ship. Rồi quên số 11, một giò đùi gà tròn. Đó. Giò đùi gà tròn là 160k bao ship luôn. À, cực kỳ luôn, thân tơ không? Chỉ có thằng này già, thằng này thằng già nè. Đó, nhưng mà nó còn mắc, nó vẫn cho hoa bình thường. Đó. Hình số 11. 160k bao ship đùi gà tròn. Đùi gà vẹt nè, đùi gà tròn nè, còn hai chậu đó. Rồi qua hình số 12 nè. Số 12 là mình kiếm bi khoa lơ nè. Gộp đơn 100k nha. À, các chú anh chị lấy lẻ thì 130k. Hình số 12. Hình số 13. Hoàng nhãn tháng 4 chuẩn đường buôn đôn. Cây lớn á, nhiều khi các chú anh chị mình không biết, mình nói cây nhỏ, ngoài nhỏ, cây lớn. Ở trong gần các chú thấy cái gốc mà mình cắt bỏ một khúc luôn nữa nè. Cái lớn chứ không phải cái nhỏ đâu nè. Rễ nè, rễ nè, ăn tu tủa luôn. Hoàng nhãn tháng 4 chuẩn rồi, muốn đôm cực kỳ đẹp. Hai trăm k bao ship. Còn giò từ hôm nay bán khách chốt. Còn giò đó, ai chốt thì vô chốt, ai chưa có thì vô ủng hộ. Cái hoa này là thơm, cực kỳ thơm mà nó bền hoa mà nó đẹp, hoa nó màu vàng đẹp. Hình số 13, 200k bao ship. Hình số 13, hoàng nhãn tháng 4. Hình số 14 là một giò đùi gà tròn. Cái này là đùi gà tròn nha các chú, dùng Tây Bắc Lai Châu á, là các chú anh chị mình thấy á, cái thân nó dẹp gì chứ nó không phải là đùi gà dẹt nha, đùi gà tròn. Đó, đùi gà tròn nha. Hoa là hai mắt nhung đen tím đậm. Rễ nè. Mầm gốc cái đầu bạc đó, mấy cái mầm này là mỗi một mầm nó còn bạc mầm gốc thêm nữa chứ không phải là gì đâu nè, mỗi một gốc ít nhất cũng phải hai mầm vậy nè. Đó, cái gốc này là chuẩn bị bạc bạc thêm hai mầm nữa là ba mầm luôn nữa nè.
sưng ở trên ở dưới nè, thấy không? Đó, 250k bao ship, cái này là trên 60 phần. Trên 60 phần thấy không? Trên 3 gang đó. Cái gang của mình là trên 20 đó, chứ không phải là cái gang mình có 20 đâu. 250k bao ship. Cái này mà sổ hoa như con đuốc. Nó sổ hoa nó sưng xuống tới dưới đây luôn rồi nè. Sưng nó mắt đây nè, nó sưng xuống tới đây luôn rồi nè. Còn sổ hoa thì thôi luôn. 250k bao ship. Hình số 14. Đuôi gà tròn, nó xuống lá gì đó nó mới cho hoa. Cái dòng này nó phải xuống hết lá nó mới cho hoa, chứ không phải là nó còn lá mà cho hoa, cho nên nó xuống lá các chú anh chị mình thấy chùi lũi gì đó, nhìn thấy nó không có đẹp. Nhưng mà nó sổ hoa không là các chú anh chị mình thấy chỉ có hoa thôi, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Hình số 14, 250k bao ship. Cái này đóng cái thùng mạnh luôn. Hình số 15 là một giò dáng hương đuôi tròn, đây mức cược luôn. Rễ các chú anh chị khỏi lo, cái gà rễ là u quay luôn rồi nè. Nói chung là gà rễ hết mới bán nha, khỏi lo bao rễ. 180k bao ship, dáng hương đuôi tròn, về mùa tới ngắm hoa luôn. Hình số 15. Hình số 16 là kiếm thái, 130k bao ship. Cái dòng này mà sổ ra hoa hoa vàng thì nó có giá trị lắm nha. Tại cái này mình về mình trồng lẫn lộn lum chứ mình không biết nó ra hoa gì đâu. Nhưng mà lúc mình lấy là mình lấy hoa vàng á, chứ không phải là mình lấy hoa tầm bậy để mình bán. Hình số 16, 130k bao ship kiếm thái. Hình số 17. Số 17 là còn một chậu nè, còn một chậu là hài hương. Hài này dòng hoa đẹp mà thơm. 150k bao ship. Rồi, hôm nay Lan đây có số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị nào chốt nó liên hệ mình với số điện thoại 0769 385 164 ghi trên chủ đề. Xin chào và hẹn gặp lại.